Garena. Giờ vô săn cốt, lướt qua huyền thoại Wi-Fi. Với khẩu Thompson Hắc Thạch Long Level 7, gói Hắc Nhật Nam với rất nhiều các item siêu hot bậc nhất. Hãy mua ngay lốc sữa Yomot có dán nhãn Giờ vô săn cốt Yomot, lướt qua huyền thoại Wi-Fi. Hãy nhanh chóng thu thập các mã dự thưởng và tham gia từ ngày 28 tháng 8 tới đây nhá. Nhanh tay lên nào anh em ơi. Sẵn sàng cho trận chung kết quốc gia Yomot VFL Summer 2023 bùng nổ vào lúc 17 giờ các ngày 13, 14, 15 tháng 10, 2023. Lần đầu tiên một giải đấu Free Fire chuyên nghiệp tại Việt Nam được diễn ra trong vòng 3 ngày liên tiếp với sân khấu cực kỳ hoành tráng, bùng nổ hơn, rực cháy hơn và cảm xúc hơn. Sở hữu ngay vé chung kết để hòa mình vào những trận đấu eSports đỉnh cao cùng cơ hội sở hữu gift code, vật phẩm miễn phí và áo thun Yomot VFL Summer 2023 phiên bản giới hạn dành cho 150 bạn đến sớm nhất ngay. Ngoài ra, khán giả tham gia trận chung kết còn có cơ hội nhận thêm những phần quà bốc thăm cực kỳ hấp dẫn như kim cương, súng nâng cấp Ska cá mập đen level 7, M1014 long tộc level 7, đặc biệt bộ trang phục họa điểu thích khách siêu ngầu. Chưa hết, xem livestream nhận quà pick view cực kỳ đã. Mốc 1, 10.000 view, nhận ngay 3 vé quay kim cương. Mốc 2, 25.000 view, nhận ngay lựu đạn lễ hội hải quân. Mốc 3, 40.000 view, nhận ngay hành động tung hứng cực chất. Xem ngay chung kết quốc gia Yomot VFL Summer 2023. Ai sẽ là nhà vô địch tiếp theo? Ba cái tên nào sẽ đại diện cho Việt Nam tới Free Fire World Series 2023 vào các ngày 13, 14, 15 tháng 10 năm 2023 tại nhà thi đấu quận Tân Bình hoặc các kênh sóng của huyền thoại sinh tồn Free Fire eSports nha anh em ơi! Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire eSports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu eSports đỉnh cao.